Từ chúc lớp 8 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương trình học tiếng Trung 8 phút mỗi ngày nhé. Và hôm nay chúng ta học tới tập 12. Chúng ta sẽ cùng đến với các kiến thức sau đây. Đầu tiên là có một bạn hỏi từ vụng về nói thế nào. Vụng về chúng ta nói là bẩn sổ bẩn chảo, tức là một người mà thường ví dụ như hay vấp ngã này, hoặc là hay làm hỏng đồ đạc, hay làm vỡ đồ đạc chẳng hạn. Bẩn sổ bẩn chảo, bẩn là ngu ngốc, sổ là cái tay, và chảo là chân, tức là tay và chân rất là ngu ngốc, là vụng về. Bẩn sổ bẩn chảo. Còn nếu như mà ăn nói vụng về thì chúng ta sẽ nói là chửi bẩn. Chửi là cái miệng, bẩn là ngu ngốc, chửi bẩn là ăn nói vụng về. Ví dụ, 我这个人嘴笨，不会讲甜言蜜语。 我这个人嘴笨, tức là tôi là người ăn nói vụng về. 不会讲, không biết nói. 甜言蜜语, tức là những cái lời nói ngọt ngào, những cái lời ngon tiếng ngọt. 我这个人嘴笨，不会讲甜言蜜语。 Tiếp theo, trước lạ sau quen thì chúng ta nói là 一回生，二回熟。 Khuấy ở đây không phải nghĩa là trở về nữa, mà nó nghĩa là lần. Y khuấy sơn tức là lần đầu tiên thì là lạ, sơn đây nghĩa là lạ. Sú là quen, từ sơn và từ sú là hai từ trái nghĩa nhau. Ở khuấy sú tức là lần thứ hai thì quen, tức là lần thứ nhất gặp nhau thì lạ, còn lần thứ hai gặp nhau thì quen. Y khuấy sơn, ở khuấy sú. Tiếp theo có bạn hỏi từ rủ trong tiếng Trung là từ gì? Thì trong tiếng Trung chúng ta sẽ nói là từ treo hoặc là chỉ. Chỉnh thì thường hay dịch là mời, còn từ treo chúng ta có thể dịch là gọi, bảo hoặc là dụ. Ví dụ, 你们俩昨天去喝奶茶，怎么没有叫我？ 你们俩, hai đứa các bạn, 昨天去喝奶茶, hôm qua đi uống trà sữa, 怎么没有叫我? Sao không dụ tớ? 你们俩昨天去喝奶茶，怎么没有叫我？ Tiếp theo có bạn hỏi từ qua chéng chẻo nghĩa là gì? Qua nghĩa là đào, chéng là cái tường, chẻo là cái chân, chéng chẻo là cái chân tường. Nếu như chúng ta qua chéng chẻo, chúng ta đào cái chân tường đấy, thì cái bức tường đấy nó sẽ bị sụp đổ. Thì cái từ này dùng để ý chỉ cho nó, sư cũng chưa rõ là trong tiếng Việt thì sẽ diễn đạt bằng cái từ như thế nào. Đó, ý nghĩa của nó, cái từ qua chéng chẻo này, ví dụ mình có một cái người bạn mà người bạn đấy đang có người yêu, mà nếu như mà mình lại lén qua lại với người yêu của bạn mình và biến cái cô gái đấy thành người yêu của mình thì đấy là mình qua chéng chẻo của bạn mình. Hoặc là ví dụ như là công ty, một công ty nào đấy mà mình biết là trong công ty đấy có một nhân viên rất là giỏi và mình muốn biến cái nhân viên đấy thành nhân viên của mình. Ví dụ như là mình có thể là trò chuyện hoặc là đưa ra cái mức lương rất là hấp dẫn, những cái đãi ngộ rất là hấp dẫn, và mình lôi kéo cái người nhân viên đấy về phía bên công ty của mình chẳng hạn, thì đấy là mình đang qua chéng chẻo cái công ty kia. Tiếp theo có bạn hỏi từ mức cảnh báo cao nhất nói thế nào? Chúng ta nói là truy cao tầng chí chỉnh bào. Chỉnh bào là cảnh báo, truy cao là cao nhất, tầng chí là mức, cấp độ. Truy cao tầng chí chỉnh bào, mức cảnh báo cao nhất. Tiếp theo có bạn hỏi có mới nới cũ nói thế nào? Chúng ta nói là xỉ xin yên chiều. Xỉ là thích, xin là cái mới. Yên trong từ thảo yên nghĩa là ghét, chán ghét. Chiều là cũ. Xỉ xin yên chiều, tức là thích cái mới và ghét bỏ cái cũ. Tiếp theo từ thịt trâu, chúng ta nói là sủi niếu râu. Một loại thịt gì đó thì chúng ta sẽ nói là sầm râu. Ví dụ như chi râu là thịt gà, niếu râu là thịt bò, còn sủi niếu là con trâu, sủi niếu râu là thịt trâu. Giáng râu là thịt cừu và sa giáng râu là thịt dê. Tiếp theo có bạn hỏi từ giá đỗ, tức là đậu giá, nói là tâu giá. Tâu giá, tâu là hạt đậu, giá là cái chồi hoặc cái mầm, tâu giá là đậu giá. Tiếp theo có bạn hỏi cụm từ sao kê ngân hàng, tiếng Trung chúng ta nói là yến kháng tuy trang tan. Yến kháng tuy trang tan. Tiếp theo có bạn hỏi từ tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ là tỷ lệ. Tỷ lệ thuận chúng ta nói là chân tỷ lệ. Chân là chính. Chân tỷ lệ là tỷ lệ thuận. Và phán tỷ lệ là tỷ lệ nghịch. Phán tỷ lệ.
Tiếp theo có bạn hỏi đông tây y kết hợp, chúng ta nói là trung si y chia hứa. Trung si y là đông tây y, chia hứa kết hợp. Trung si y chia hứa. Tiếp theo có bạn hỏi câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nói thế nào? Chúng ta nói là bị khâng lùa chỉnh. Bị là tránh, khâng là cái hố, lùa là rơi xuống, chỉnh là cái giếng. Tránh được cái hố thì lại rơi xuống cái giếng. Và tiếng Việt chúng ta thể nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tiếp theo có bạn hỏi cụm từ dịch bệnh bùng phát trở lại nói thế nào? Chúng ta nói là y chính trải trừ bào pha. Y chính là dịch bệnh, trải trừ là lại một lần nữa. Bào pha, bùng phát. Y chính trải trừ bào pha. Tiếp theo có bạn hỏi câu thành ngữ chữa lợn lành thành lợn què trong tiếng Trung nói thế nào? Chúng ta nói là nung chảo trần chua. Nung chảo trần chua. Nung là làm, chảo là tinh xảo, trấn là thành, chua là vụng về. Nung chảo trấn chua là những cái nó vốn đang là tốt đẹp thì lại biến nó thành bị sai, bị hỏng. Tiếp theo có bạn hỏi câu ai làm sai thì người ấy chịu trong tiếng Trung nói thế nào? Chúng ta nói là sấy chua chua, sấy tự chỉ trấn tan. Sấy ai, chua chua làm sai, sấy thì người đó, tự chỉ là tự mình. Trấn tan là gánh chịu cái trách nhiệm gì đó. Sấy chua chua, sấy tự chỉ trấn tan. Tiếp theo có bạn hỏi câu không vào hang hùm sao bắt được cọp, tiếng Trung nói thế nào? Chúng ta nói là bú rù hủ xuế, yên tứ hủ tử. Rù nghĩa là vào, bú rù không vào, hủ xuế, xuế là cái hang, hủ là con hổ, hủ xuế là hang của con hổ. Yên là sao có thể, tứ là có được, đạt được, hủ tử là con hổ con. Tức là không vào trong hang của con hổ thì sao có thể bắt được con hổ con. Bú rù hủ xuế, yên tứ hủ tử. Tiếp theo có bạn hỏi cụm từ đừng xúi dại hoặc là đừng có xúi bậy thì tiếng Trung nói thế nào? Câu này trong tiếng Trung chúng ta nói là bú yào chảo mấu 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 chù chùa xả sư. Tức là đừng bảo ai đó đi làm việc dại dột, có nghĩa là đừng có xúi dại. Tiếp theo có bạn hỏi câu nước xa không cứu được lửa gần. Tiếng Trung nói là yuán suǐ jiù bù liǎo jìn huò. Yuán suǐ là nước ở xa, jiù bù liǎo là không cứu được, jìn huò lửa gần. Yuán suǐ jiù bù liǎo jìn huò. Tiếp theo có bạn hỏi tự tung tự tác nói thế nào? Chúng ta nói là wěi suǒ yù wěi. Wěi suǒ yù wěi. Tiếp theo có bạn hỏi từ hút máu nói thế nào? Hút máu chúng ta nói là xī xuè. Hút là xī. Xī xuè là hút máu. Ví dụ chúng ta bị con muỗi nó hút máu chẳng hạn. Và từ xī xuè quỷ nghĩa là con quỷ hút máu. Xī xuè quỷ. Còn xī xuè trùng nghĩa là con côn trùng hút máu. Còn lấy máu, ví dụ như là lấy máu ra để xét nghiệm chẳng hạn, thì chúng ta dùng từ châu xỉa. Từ này, chữ này có hai âm đọc là xuè hoặc là xỉa nhé. Châu xỉa là lấy máu. Ví dụ như bác sĩ lấy máu của chúng ta để xét nghiệm chẳng hạn. Còn ví dụ như con muỗi nó hút máu của chúng ta hoặc là con đỉa nó hút máu thì chúng ta dùng từ xi xuè, cũng có thể đọc là xi xỉa. Tiếp theo có bạn hỏi câu là con gái gì mà chả có ý tứ gì cả. Câu này thì trong tiếng Trung bạn hỏi như thế này thì nó cũng chưa cụ thể cho lắm. Thì ở đây trở lão sư ví dụ như câu này chúng ta đang nói trực tiếp với đối phương chẳng hạn. Ví dụ như bạn là con gái gì mà chả có ý tứ gì cả. Thì tiếng Trung chúng ta nói là Ní zěn me dāng nǔ hái zì de yī diǎn lǐ jiě dōu měi you. Không có ý tứ, ví dụ như là cái cách ăn, cách uống, cách ngồi, cách đi, cách đứng hoặc nói năng chẳng hạn. Nó không được trông, nó không được tao nhã, không được lịch sự. Thì trong tiếng Trung chúng ta dùng từ lǐ jiě, yī diǎn lǐ jiě dōu měi you. Ní zěn me dāng nǔ hái zì de yī diǎn lǐ jiě dōu měi you. Thưa các bạn, đến đây thì thời lượng của chúng ta lại hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập sau nhé. Bye bye!